Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Cùng với sự di chuyển sâu vào đất liền của cơn bão số 8, thời tiết và tình trạng sóng gió trên khu vực Bắc Biển Đông đang dần ổn định trở lại. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, trên hầu khắp Biển Đông, trong đó có hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, gió thịnh hành hướng Nam đến Tây Nam với cường độ trung bình và trời ít mưa, tầm nhìn xa thoáng nên các hoạt động hàng hải vẫn có thể diễn ra bình thường. Sau đó, từ ngày mùng 6, ngày mùng 7, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và phần phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn ở phía Nam, lưu ý với phần phía Nam của khu vực Nam Biển Đông. Trong 3 ngày tới, nơi đây cũng nhiều mây hơn, có mưa dông rải rác kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, gây ảnh hưởng các hoạt động hàng hải. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ. Thời tiết ở vùng biển này trong đêm nay vẫn ổn định ít mưa, tuy nhiên sang đến ngày mai trời sẽ chuyển nhiều mây hơn, khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Sau đó mưa dông còn có xu hướng gia tăng trong ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 9. Như vậy mặc dù gió Tây Nam đến Nam trên vịnh hoạt động với cường độ chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, nhưng trong mưa dông khả năng sẽ xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy gây khó khăn cho tàu thuyền lưu thông cũng như việc khai thác hải sản của bà con ngư dân. Tương tự vậy, xuống đến vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, nằm trong xu thế chung của khu vực nên nơi đây cũng đang có sự chuyển biến về thời tiết. Mưa dông khả năng sẽ gia tăng trên khu vực, nhất là trong ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 9. Bà con ngư dân cũng cần lưu ý trong cơn dông, có thể kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm, nhất là ở phần phía Bắc. Sự xuất hiện của mưa dông sẽ làm cho nhiệt độ nơi đây giảm dần, cao nhất trong 3 ngày tới, chỉ trong khoảng từ 31 cho đến 32 độ. Trong khi đó, lui xuống vùng biển dọc các tỉnh miền Trung, từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, nằm xa hơn về phía Nam, nên khu vực này duy trì trạng thái thời tiết ổn định hơn so với Vịnh Bắc Bộ. Dự báo trong 2-3 ngày tới, mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi, trời có nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, cùng với cường độ gió không mạnh, nên các tàu thuyền có thể hoạt động được bình thường. Độ cao sóng trên vùng biển này phổ biến dưới 1,5 m. Đối với vùng biển Bình Định cho đến Ninh Thuận, bao gồm đảo Phú Quý, không có sự khác biệt đáng kể so với vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Dự báo từ nay cho đến khoảng ngày mùng 7, tại đây gió Tây Nam vẫn thổi đều với cường độ cấp 3, có lúc cấp 4, nên sóng biển chỉ cao từ 0,5 cho đến 1,5 mét. Trời cũng ít mưa và ngày có nắng, nên bà con ngư dân vẫn có thể yên tâm khai thác hải sản trên khu vực này. Vùng biển Bình Thuận cho đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo, gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn nên khu vực biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận đôi chút, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình nên không gây biển động. Thời tiết duy trì trạng thái có nắng vào ban ngày, đến chiều tối mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở một vài nơi nên nhìn chung ít gây trở ngại đến việc lưu thông của các phương tiện tàu thuyền. Chuyển sang vùng biển ở phía Tây, khu vực từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Dự báo trong khoảng 3 ngày tới, thời tiết và tình trạng sóng gió ở nơi đây khá ổn định. Gió tiếp tục thịnh hành theo hướng Tây Nam, cường độ không mạnh. Ban ngày trời nắng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện cục bộ về chiều tối. Thời gian mưa không kéo dài nên sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động hàng hải diễn ra. Vùng biển Vịnh Thái Lan, trong khoảng 3 ngày tới, khu vực này có gió Tây Nam hoạt động yếu, biển chỉ gợn sóng nhẹ, trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, đến chiều tối khả năng có mưa rào rải rác, do vậy bà con cần lưu ý khi cho tàu thuyền lưu thông vào thời điểm này. Quay trở ra về khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, dự báo trong 3 ngày tới, khu vực có gió Nam đến Tây Nam khoảng cấp 4, ban ngày trời tạnh ráo và có nắng, tầm nhìn thoáng, về chiều tối mưa rào chỉ xảy ra cục bộ. Riêng phía Tây của khu vực, trong ngày mùng 6, ngày mùng 7 tháng 9, mưa dông khả năng tăng hơn, bà con nên lưu ý với tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, từ ngày mùng 5 cho đến ngày mùng 7 tháng 9, khu vực này vẫn thịnh hành trường gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình nên không gây biển động, độ cao sóng dưới 2 mét, thời tiết chỉ có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km nên nhìn chung khá thuận lợi cho hoạt động hàng hải diễn ra. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực ở phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Tại đây, gió Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ trung bình, mưa rào và dông chỉ xảy ra cục bộ về chiều tối. Tuy nhiên, khi đánh bắt hải sản ở khu vực này, bà con cần lưu ý tránh di chuyển về phía Nam vì nơi đây có mưa dông cùng khả năng xuất hiện gió giật mạnh trong cơn dông nên sẽ không an toàn cho tàu thuyền. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!